Việt Nam ngày 6 tháng 9 chính thức khai thông tuyến du lịch cho phép người Trung Quốc tự lái xe vào biên giới tỉnh Lạng Sơn. Theo truyền thông trong nước, đây là hoạt động nằm trong đề án thí điểm cơ chế đặc thù trong việc tổ chức đưa đón các đoàn xe du lịch Trung Quốc tự lái trong khu kinh tế, cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn, nhằm thúc đẩy phát triển du lịch nội địa và quốc tế. Theo quy định, khách Trung Quốc tự lái xe vào tham quan ở Lạng Sơn được phép lưu lại tối đa 3 ngày. Mỗi đoàn xe tối thiểu 3 chiếc, tối đa 10 chiếc. Tổng số lượng xe du lịch tự lái nhập cảnh vào khu vực này không được quá 50 xe mỗi ngày. Hồi tháng 3, Việt Nam đã cho phép khách du lịch Trung Quốc tự lái xe vào thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Theo đề án mở rộng hợp tác du lịch này, người Việt Nam cũng được phép lái xe sang thành phố Sùng Tả và Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây và thành phố Đông Hưng của Trung Quốc. Tuần trước, Việt Nam cũng chính thức cho phép sử dụng đồng nhân dân tệ để thanh toán ở các tỉnh biên giới phía Bắc nhằm thúc đẩy biên mậu, gây tranh cãi và phản đối trong dư luận trong nước.